Chào tất cả mọi người đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm về tựa game Rotombeat Simulator Rush. Và ngày hôm nay mình sẽ làm về một con Taco phiên bản đời 2011. Nhưng mà đây phiên bản vô đăng Windows anh em. Tất nhiên cái mod này có một cái hay là khi mà mình vào ấy thì nó có một cái tiếng nhạc cực kỳ là hay luôn, mà không mod nào có anh em ạ. Hôm nay mình sẽ test thử luôn anh em ạ. Đây sẽ thử mod mới xem có gì mới không. Cái mod này đôi khi nó sẽ hơi đông một chút. Em sẽ review luôn. Và mình sẽ test thử coi luôn. Tính kèn khá hay nhỉ. Đây sẽ review con Taco phiên bản của Taco. Ok, tôi bắt đầu hành trình nhá. Hôm nay sẽ bắt đầu hành trình mới thôi. Cứ chạy tốc độ như bình thường thôi. Sẽ ăn bên phải luôn. Đúng quá. Bây giờ sẽ bắt đầu hành trình thôi. Tôi sẽ lấy Taco 2011. Tôi sẽ chạy để khám phá cao tốc xem sẽ như nào nữa. Thì có khá hay đấy. Đây có đoạn là rất là nhiều xe anh ấy. Ok, rồi bắt đầu vào đường cao tốc nhé. Nói chung là cao tốc này cũng rất là nhiều xe nhé. Tính coi khá hay nhé. Đây còn xe chuyển làn gớm nhỉ. Tính kèn khá hay luôn. Ở cái mod nói chung là tính kèn này nó sẽ hay hơn cái con Taco 2011 phiên bản độ Tablo Seabay nhỉ.
con này nó tiếng còi nó sẽ hay hơn tiếng móc khác nhở, tiếng móc sẽ khác là không có, tiếng kèn khá là hay đấy. Vượt khác được luôn ạ. Đây cũng vừa thôi. Mày đoạn này nó cũng vào hơn một chút. Bây giờ cái tiếng kèn này nghe rất là hay nhá. Thì ra là cao tốc này bị khá là nhanh, không bị chậm hay gì khác. Vừa đang lên dốc chuẩn bị đến trạm thu phí rồi đấy. Được luôn ạ. Giờ sẽ bắt đầu ra khỏi trạm thu phí rồi. Vượt này. Được luôn ạ. Bắt đầu chạy đây rồi. Bây giờ sẽ vượt nữa. Thank you.
Đây là 120 anh ạ. Ở đây có một cái đoạn là cây dầu đúng không? Phải nghiệp dạo dễ à nhỉ? Bây giờ sẽ bắt đầu xuống khỏi cao tốc rồi. Rẽ bên phải. Nói chung là đi đến đây rồi. Bây giờ bắt đầu bắt đầu sẽ đi thêm nữa. Đừng pha đâu ạ. Khá hay. Cũng phải bình thường thôi. Cái gì nó sao nữa. Con này cái bản tao đâu cũng thích xịn nữa. Và thôi, video ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.